Sáng Thế Ký, chương 36, dòng dõi Esau. Đây là dòng dõi của Esau, tức Edom. Esau cưới ba vợ, đều là người Canaan: Ada, con gái Eluân, người Hethit; Oholibama, con gái của Anna, cháu của Sibeon, người Hethit; và Bachmat, con gái của Ichmael, con của Nebaut. Ada sinh Elipha, Bachmat sinh Ruben, Oholibama sinh Jeúc, Zalam và Cora. Tất cả các con trai ấy đều sinh tại xứ Canaan. Esau đưa vợ, con, gia nhân và đem các bầy súc vật và tất cả tài sản gây dựng tại xứ Canaan qua vùng cách xa gia đình Jacob, vì cả hai anh em đều có quá nhiều tài sản, không thể sống chung được nữa, và xứ họ đang cư ngụ cũng không cung ứng nổi nhu cầu của hai gia đình đông đúc ấy. Vậy Esau, tức là Edom, ở trên núi Seir. Dòng dõi của các con Esau. Hậu tự của Esau, tức là người Edom, sinh tại núi Seir, gồm có các con trai Esau: Ada, vợ người, sinh Leipha, Bachmat, cũng vợ người, sinh Juen. Con trai của Eliphá là Thema, Oma, Sepho, Gia-tham, Kenat. Thimna, vợ người hầu của Eliphá, sinh Amalek. Đó là cháu của Ada, vợ Esau. Còn đây là gia tộc Ruên, con trai của Bachmat: Nahat, Sera, Sama và Miksa. Ấy là các con cháu của Bachmat, cũng vợ Esau. Và mấy người này là con trai của Oholibama, vợ của Esau, con gái Anna, cháu ngoại Sibeon. Nàng sinh cho Esau Jeúc, Zanam và Cora. Các cháu nội của Esau trở thành các tộc trưởng: chi tộc Theman, chi tộc Oma, chi tộc Sepho, chi tộc Kena, chi tộc Cora, chi tộc Gatham, chi tộc Amalek. Các chi tộc ấy là hậu tự của Enipha, con trưởng nam của Esau và Ada. Các chi tộc do Ruên, thứ nam của Esau và Bachmat, sinh ra trong xứ Canaan: chi tộc Nahat, chi tộc Sera, chi tộc Sama, chi tộc Miksa. Các chi tộc dòng thứ ba do các con của Esau và Oholibama, con gái Anna: chi tộc Jeúc, chi tộc Zanam, chi tộc Cora. Ấy là các con trai của Esau, tức là Edom, và đó là mấy chi tộc của họ. Các sắc tộc bản xứ là hậu tự của Seir, người Horit: sắc tộc Lotham, sắc tộc Sobanh, sắc tộc Sibeon, sắc tộc Anna, sắc tộc Dison, sắc tộc Ese, sắc tộc Disan. Con của Lonan là Hori, Heman, em gái của Lonan là Thimna. Con của Sobanh là Anh Nan, Manabat, Eban, Sepho và Onam. Con của Sibeon là Aiza và Anna. Cậu này đã tìm thấy các suối nước trong giữa sa mạc trong lúc chăn lừa cho cha mình. Con của Anna là Dison và Obelibama. Con của Dison là Hemdan, Ichban, Ichran và Cheran. Con của Ese là Binban, Savan và Akan. Con của Disan là Use và Aran. Còn đây là các sắc tộc dân Horit: sắc tộc Lothan, sắc tộc Soranh, sắc tộc
Sibion, sắc tộc Ana, sắc tộc Dison, sắc tộc Ese, sắc tộc Disan. Đó là các sắc tộc của dân Horit tại xứ Seir. Các vua xứ Edom, đây là các vua đã cai trị xứ Edom trước thời Israel có vua cai trị. Bela con trai Beo trị vì xứ Edom, tên thành gọi là Dinhaba. Vua Bela chết, Jobab con trai Sirach người Bosra lên kế vị. Jobab chết, Huram người Theman lên kế vị. Vua Huram chết, Hadad con trai Bedad lên kế vị. Ấy là vua này đánh thắng dân Madian tại đồng Moab và tên thành người là Avit. Vua Hadad chết, Samla người Mareka lên kế vị. Vua Samla chết, Saul người Jehoboth ở trên mé sông lên kế vị. Vua Saul băng, ba anh Hanan con trai Akbo lên kế vị. Vua ba anh Hanan chết, Hada lên kế vị. Tên thành là người Ba-u, vợ người là Mehetaben. Con gái của Matred, cháu ngoại Mesahab. Đây là tên các chi tộc của Esau. Xứ họ ở được gọi theo tên chi tộc. Chi tộc Thimna, chi tộc Anva, chi tộc Zethi, chi tộc Oholibama, chi tộc Ela, chi tộc Phinon, chi tộc Kena, chi tộc Theman, chi tộc Mipsa, chi tộc Magdi, chi tộc Iram, chi tộc Iram. Tất cả các chi tộc ấy đều là dòng dõi của Esau.